quay tiếp. Em ra em hỏi nó làm cái gì, làm hộ chị đấy, làm cái phiếu xác nhận thay đổi, làm cái phiếu xác nhận thay đổi hộ chị đấy, cho nhanh cái bà ấy. Đóng xong cái đấy rồi đúng không? Ừ, rồi một cái nữa. Chị bảo cô đóng và thử cái dây guitar xem, chứ hoặc là chị vào thử dây guitar của cô xem. Đóng bằng thẻ khác nhé. Em hỏi mọi nơi, mọi người toàn bảo là trong dây guitar có đấy. Nhưng mà thẻ khác thì đi. Đẩy nhanh lên lên. Không không thì hết giờ đấy, hết một năm của cái quyền lợi của chú luôn. Ngoài dây ta cũng không có. Ừ, không có. Cô vừa vào. Vào từ hôm trước không có, vào cả dây guitar của chú cũng không có. Mèo thì năm nữa mới được. Chị gọi điện đến công ty với mèo công ty không khác gì nhau cả. Mèo công ty chị chờ 3 ngày nữa thì nó vẫn trả lời chị là không thôi, giống như chị gọi điện công ty hôm nay. Thì chị phải gọi lại đi. Chị gọi lại luôn, bắt nó tra luôn. Nào, đóng chưa? Đóng rồi chưa? Đóng thẻ VP nhá. VP không biết tự gửi em chị nhỉ? Gửi rồi. Đồng này là 6039. 19 triệu mà trong thẻ được 14 triệu. Em cứ thử đóng 19 thôi, nếu mà thất bại thì mình sẽ đóng thành 2 lần. 19. Đây em cứ đóng thành 19 đã nhá. Ừ. Quách Minh Quân. Đó là 6039 68.